Chào mừng các bạn đến với trải nghiệm đầu tiên của mình, trải nghiệm đi tìm thành công. Bảy giờ không sáu sáng thứ bảy, 7:07, 12 tháng 3 thứ bảy. Hôm nay mình có khá là nhiều dự định, nhưng mà mình sẽ bắt đầu với bộ môn. Trước khi vào thiền thì mình ngồi ở tư thế bán kiết già, khoảng mỗi bên khoảng 30 giây đến 1 phút cho chân nó quen quen với cái tư thế kiết già. Sau đó thì mình vào tư thế kiết già. Hôm nay mình ngồi thiền lần thứ nhất 15 phút 30 giây. Mình vừa thiền vừa nghe chú Om Mani Padme Hum. Trong lúc thiền thì mình cố gắng mình tập trung suy nghĩ vào hơi thở, gạt bỏ những cái suy nghĩ tạp nham, nếu nó có đến thì nhẹ nhàng hít thở, lại tập trung suy nghĩ vào hơi thở. Mục đích ở đây là không suy nghĩ lung tung. Ok, sáng nay mình ngủ hơi sâu nên là không có dậy sớm, cũng chưa tụng kinh được, nên là bây giờ mình sẽ chi chú đại bi. Thiên thủ thiên nhãn vô ngoại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đát na đa đa tật ra nam mô a di đà bà lục viết đế tước bát ra ra bồ đề tát đà bà ra ma ha tát đà bà ra ma ha ca lô ni ca ra tát bà ra phật giới sư tăng đa đạt và nam mô tất tất lật toái mô a di đà bà lục viết đế tước phật đà đẳng đà bà nam mô na đa cần chi hê đi ma ha bản đa sa minh tát bà tha độ du bằng a di đà tát bà đát na nam ma bà ra ma phật đà độ đa thiên tha na bà lô hê lô ca đề ca đà đề di hê đi Mahabodhi tattva 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 mara mara mahe mahe di da kulo kulo kiet mong lo 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 phat sa sa de maha phat sa sa de da 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 di di ni thân phat sa 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 ma ma phat mara mục đề lệ yê yê thân na thân na ra sam phat sa lợi phat sa phat sam phat sa ra holo holo mara holo holo he di ta ra ta ra ta di ta di lo lo to lo bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế di dạ na ra cần chỉ đề di phật ni na ra dạ ma na ta ba ha tất dạ ta ba ha ma tất dạ ta ba ha tất dạ su ni tất ba na dạ ta ba ha đa cần chỉ ta bà ha ma đa đa ta bà ha tất tăng ha mục ta bà ha ta bà ma ha tất ta bà ha giảng kiết ra tất ta bà ha và đà ma kiết tất ta bà ha đa cần chỉ và đa đa ta bà ha ma bà tất giảng kiết ra ta bà ha nam mô hắc ra đa 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 nam mô a di đà và lúc kia đấy tôi bản đa ta bà ha tất điện tu bản đa đa bản đa ta bà ha. Ôi, mình thiền xong phát chỉ chú lại bi nó tập trung xuống. Bây giờ mình sẽ vào lại tư thế kiết già để chỉ chú đại bi, có vẻ sướng, có vẻ thích, có vẻ tập trung, kiểu cảm giác nó tập trung cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ tận dụng mọi thời gian trong ngày để chỉ chú, bất kể nơi đâu, bất kể chỗ nào, bất kể thời gian nào, thêm 2 lần nữa. Ok, xong 3 lần chú đại bi, sướng, một cảm giác mới. Ok, mình vừa mới phát hiện ra là dạo này bộ môn nâng cao sức khỏe mình đang hơi bị chảnh mảng, hơi bị lười, cũng như là không được kỷ luật, dẫn đến là mặc dù tập thì có tập đấy, một tuần thì vẫn 3 buổi đấy, nhưng mà không thấy có sự tiến triển gì cả, không thấy có sự tiến bộ gì cả. Mỡ miếc chân tay nó vẫn cứ chưa khúc nào vào khúc nấy. Thì sáng nay mình mới có, tự nhiên lúc sáng ngủ dậy thì mình mới có chợt nhận ra là mình phải thay đổi, phải kỷ luật hơn. Phải kỷ luật hơn ở bộ môn nâng cao sức khỏe. Thì mình đã có lên mục tiêu thực hành luôn. Ở bộ môn nâng cao sức khỏe này thì trước mình cũng có tập 3 lần một tuần, nhưng mà tập không hẳn là chính xác là tập, mình cũng có đi xong đẩy, kéo, nhưng mà thực sự cái thời gian tập của mình nó kéo dài quá lâu mà cái hiệu quả mang lại nó không được như mình mong muốn. Thì bây giờ mình quyết tâm đặt ra mục tiêu là người nó phải đi lên, cơ bắp nó phải nhìn trông, nó phải đâu vào đó một tí. Thì bây giờ mình có lướt trên mạng và mình có đi tìm những cái người thầy, những cái bạn, các bạn có chia sẻ các cái kỹ năng tập, các cái bài tập thì mình sẽ tập theo. Và bây giờ mỗi buổi tập sẽ là mỗi buổi tập có chất lượng, có hiệu quả. Làm sao mà vào tập là chỉ có tập liền một lèo luôn, tập xong là phải mệt. Hôm nay mình tập thử bài tập full body của Shin Phạm, thử xem nào, có vẻ ổn, mình qua được vòng đầu tiên rồi.
Quay rồi. Ôi, quá phê luôn. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác ê ẩm như này. Nhưng mà nó sướng à, kiếm chỗ nghỉ đã. Phải trường. Một cảm giác cũng rất là sướng. Sướng nhưng mà đây kiểu sướng nó ê ẩm sướng. Mình ra cái chỗ quen thuộc mà mỗi khi mình vẫn hay tập thể dục. Đây rồi. Chỗ này rồi. Lấy tí phông nền có đẹp trời ơi ôi ai sáng nay dậy thì mình có thức dậy thì một cái suy nghĩ nó lóe lên trong đầu mình là thực ra là mình lướt TikTok thì mình thấy là ôi có nhiều ông body đẹp vãi trưởng, nhìn trông nó săn chắc, nhìn trông mặc quần áo lên form, nó nhìn trông nó đã mắt, nó sướng. Thế nên mình mới nghĩ là ô mình cũng đang trong quá trình nâng cấp cái cơ thể này và nâng cấp trí não, nâng cấp linh hồn. Tập thể dục thì mình cũng có tập 3 lần một buổi, nhưng sao mà mãi cơ bắp nó cứ lèo bèo rồi mỡ vẫn có. Thì mình mới xem lại bản thân mình là mặc dù tuy rằng là mình có đi tập 3 lần một buổi, nhưng 3 lần đấy nó chưa được hiệu quả, nó chưa được kỷ luật, nó chưa có một cái mục tiêu nhất định. Mặc dù buổi tập nào cũng kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng mà hiệu suất thì không được như mình mong muốn. Thế là mình quyết định mình lên mạng thì mình có tìm thấy hai YouTuber Làng Hoa Fitness hay là Làng Hoa Workout gì mình không nhớ, nhưng mà Làng Hoa. Và YouTuber thứ hai là Xin Phạm. Thì hôm nay mình có tập bài tập full body của Xin Phạm xuống. Đâu đó khoảng tầm đầu tiên là mình tập bài khởi động của YouTuber Làng Hoa, sau đó là mình tập bài tập full body của YouTuber Xin Phạm. Hai bài kết hợp với nhau đâu đó khoảng tầm 45 phút, đã luôn, sướng luôn, cảm giác nó hiệu quả, có mục tiêu. Mục tiêu của mình là phải làm xong gần đấy bài tập, mặc dù hôm nay mình vẫn làm thiếu một bài dip do không có dụng cụ, nhưng về kết quả thì sướng. Phải nói là cảm giác tập xong nó cảm giác nó sướng, nó sảng khoái, nó đã, và cảm giác mình đạt được mục tiêu, thành công. Nhân đây thì mình cũng áp dụng luôn luật hấp dẫn. Mình xin cảm ơn phòng tập, cảm ơn tất cả các thiết bị, cảm ơn cơ thể này cho mình sức khỏe này để tập những bài tập. Cảm ơn hai YouTuber hôm nay mình biết tới và những bạn trên TikTok đã chia sẻ niềm cảm hứng cho mình để có mục tiêu đi tập, cũng như hai YouTuber đã chia sẻ những bài tập cực kỳ bổ ích. Mình xin cảm ơn. Đã luôn.